Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 68. Dạ, mình còn làm gì nổi không nội? Đi bán chó còn trời ơi, thấy thương dữ vậy nè. Dạ, hôm nay là con thay mặt cô Linh nha, ở Canada. Chúc nội năm mới sức khỏe và ngon miệng nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nội. Mời giờ nội Vinh nổi không? Chưa bà một phần coi. Dạ, dạ, mời đợi con chút. Rồi mời đứng đường con nha, quay quay người lên con. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 rồi. Dạ, bây giờ mày đang làm công việc gì? Ở không à. Sức khỏe mày giờ như thế nào? Dạ. Hôm nay là con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Nhân dịp năm mới, chúc mọi sức khỏe. Cảm ơn con nha. Dạ, dạ ngon miệng nha. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2024, tức là ngày mùng 8 tháng Chạp, xuân Giáp Thìn rồi cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo, đó là tấm lòng của cô Linh ở Canada. Thì trong buổi trưa chiều ngày hôm nay em sẽ tiến hành thay mặt tấm lòng cô Linh, có nhờ người nhà chuyển qua cho em là 10 triệu. Với nguyện vọng của cô Linh là mong muốn số tiền này sẽ mua những phần gạo gửi hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp xuân này. Thì ngày hôm nay là buổi chiều, buổi trưa em quyết định lựa chọn chợ Định Niên là nơi em sẽ trao tấm lòng của cô Linh. Này gạo thơm nhẹ 18.000 một ký. Mình thấy gạo này cũng rất là ngon. Cô bán cho con cái này một túi là 18.000, túi 5 ký là 90. Cô bán cho con 20 túi nha đi cô. 20 túi, túi 5 ký. Túi 5 không á cô. Dạ, cô vô liền giùm con rồi cô để ngoài trước giùm con nha. Rồi qua mua gạo của cô bên đây luôn. Dạ, mỗi người một chút. Cô cho con xem cái gạo thơm dẻo thôi cô. Nè con. Ngon lắm. Dạ rồi. Ừ. Rồi cô bán con luôn 20 túi luôn, túi 5 kg. Rồi cô vô cô để phía trước này giùm con nha. Dạ, đây con gửi tiền trước luôn nha. Coi như là một túi 90 thì 20 túi nó là 1,8 triệu. 1,8 triệu thôi còn 200. Dạ. Anh nghe trẻ lát. Rồi chị vô giùm em 20 túi đi ha. Túi 5 kg chị để phía trước nè giùm em. Đây em gửi tiền nè. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Tết này nó 60. Dạ, một ngày cô bán được nhiêu tờ? 100. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt ha nhà hảo tâm là cô Linh ở Canada tặng cho cô phần gạo ăn cùng gia đình nha. Hồi nãy như cô nói là mẹ cô bị tai biến hay gì đúng không? Dạ. Rồi hôm nay là đây là tấm lòng cô Linh ở Canada. Chúc cô gia đình năm mới ngon miệng nha. Chúc mẹ cô phục hồi sức khỏe. Dạ. Dạ con mời cô ạ. Chị bán gì? À vô đây đi chị. Dạ để dạ ngoại cho con xem mặt cái đi ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ một ngày mà bán đi nhiêu tờ? Ít dữ vậy hả ngoại? Mà bán tới buổi chiều luôn mà chưa hết nữa. Dạ. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Năm mới chúc ngoại gia đình ngon miệng nha. Dạ mua mai bán đắt nha. Cảm ơn ngoại. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 19 tuổi rồi. Dạ, một ngày mình đang làm công việc gì ngoài đây vậy bác? Làm ít về làm hết nổi rồi. Dạ, rồi giờ là sống thì bằng tình thương hả bác hả? Chung với người chị. Dạ. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Dạ. Chúc bác năm mới gia đình ngon miệng. Cảm ơn. Dạ rồi, chào bác nha. Dạ. Rồi con mời bà ngoại qua đây à. Dạ. Mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà 79. Dạ, bây giờ mày còn làm gì nổi không? Không có làm. Dạ, sức khỏe mày như thế nào? Sức khỏe thì lâu lâu có hơi chóng mặt, nhức đầu vậy đó con. Dạ rồi. Hôm nay thì cũng sắp tới năm mới rồi. Con thay mặt cô Linh ở Canada. Dạ. Có phần gạo nho nhỏ tặng cho ngoại. Của ít lòng nhiều. Dạ ngoại, cảm ơn con nha. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ, gia đình ngon miệng năm mới. Cảm ơn. Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 40. Chị đang làm công việc gì vậy? Bán vé số, bán vé số. Một ngày chị bán được bao nhiêu? Bán cứ 50 tờ. Chị có mấy bé? 4. 4 bé lần hả? Và đứa lớn của chị bao nhiêu tuổi? 13. Còn đứa này? Mẹ đơn thân nữa hả? Hôm nay là em thay mặt cô Linh ở Canada nha. Có phần gạo tặng cho bố mẹ con nha. Rồi chúc gia đình năm mới ngon miệng. Dạ rồi, rồi về đi con. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 41. Chị có bao nhiêu bé? 5 đứa.
Chị đi bán ốc hả? Dạ. Ồ, vậy khó khăn lắm. Bây giờ tới 5 đứa rồi hả? Dạ. Đẻ sao hay vậy nè? Đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi rồi. Dạ. Rồi thôi chúc năm mẹ con ngon miệng nha. Dạ rồi. Dạ. Dạ con chào nội. Dạ. Ở năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 8 tuổi nha. Dạ, 80 tuổi. Tuổi thìn đó. Tuổi thìn. Không có 80 mấy, 8 dạ. Tuổi lẻ. 84. Dạ. Tuổi lẻ đó. Dạ, rồi nội. Nội năm nay sức khỏe như thế nào rồi? Ờ, bệnh nằm ở nhà không có đi được. Có dạ. Vậy này đi nghe đi cái này báo quá trời bệnh nè. Dạ. Trong mình bây giờ không có còn cái chỗ nào. Dạ. Hồi cái vai này nè. Trời ơi, nó hồi phục chưa? Không cũng có bọt luôn. Dạ. 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 Không xa cái này giờ nó dở lên không được, dần dần gì thôi. Dạ. Không dở lên được. Dạ. Hôm nay là con thay mặt chị Linh ở Canada. Dạ, dạ, dạ. Sẽ tặng cho nội phần gạo. Dạ. Nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ, dạ. Chị ấy chúc nội sức khỏe. Dạ. Và ngon miệng. Truyền cho tôi uống thuốc đi. Dạ. Nội, nội thông cảm giùm con. Bữa nay con chỉ tặng gạo thôi. Dạ, dạ. Rồi ha. Dạ. Dạ. Tôi thay mặt chị ấy tặng nội 10kg nha. Dạ. 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 Ai, ai, dạ, ai, ai dắt nội lại nhận gạo mấy em đi. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 8 tháng chạp xuân Giáp Thìn rồi cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo, đó là tấm lòng của cô Linh ở Canada. Thì trong buổi trưa chiều ngày hôm nay em sẽ tiến hành thay mặt tấm lòng cô Linh, có nhờ người nhà chuyển qua cho em là 10 triệu. Với nguyện vọng của cô Linh là mong muốn số tiền này sẽ mua những phần gạo gửi hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp xuân này. Thì ngày hôm nay là buổi chiều, buổi trưa em quyết định lựa chọn chợ Định Niên là nơi em sẽ trao tấm lòng của cô Linh đến với cho bà con khó khăn tại đây. Chợ Định Niên này thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp này cô chú chị. Mà trong vòng vài tháng trước thì em cũng có một lần em thay mặt nhà hảo tâm hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi mà mua bán tại chợ. Còn những phần gạo thì em chưa từng mua hỗ trợ. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi với em ha, vào trong chợ để tiến hành mua 10 triệu tiền gạo của cô Linh để gửi đến cho bà con khó khăn tại đây nha. Chợ Định Niên này là một trong những khu chợ mà cũng rất là rộng lớn ở cái khu vực bên kia. Còn khu này thì em cũng mới vô lần đầu thôi. Đây em thấy bán quần áo, sửa quần áo. Em cũng hỏi mấy chị ngoài là chỗ bán gạo thì nằm bên trong này, để chỗ bán quần áo, giày dép này cô chú anh chị. À, ở đây sạp gạo là em thấy rồi. Là chúng ta có mấy sạp nhỉ? 1, 2. Có 2 sạp bán gạo thôi. Ông cũng mới ra lấy. Yeah. Cô ơi, con muốn mua gạo. Gì? Con muốn mua gạo. Gạo gì coi đi cưng. À, ở đây của mình là chỉ có 2 sạp bán gạo nữa thôi hả cô? Dạ còn không cô, còn chỗ nào khác không cô? Gì? Này gạo thơm nhẹ 18 ngàn một ký. Rồi nói chung gạo con này chất khá là đẹp. Gạo tài nguyên cũng đẹp, thơm nhẹ. Rồi để em thử cái. Đúng là thơm của chú anh chị. Tài thơm 8. Thơm lại là 19. Dạ, thơm lại thơm nhiều hơn ha. Thôi em sẽ mua gạo thơm nhẹ nha cô chú anh chị. Tại chất lượng gạo nó cũng không có chênh lệch nhiều lắm. Mà thấy gạo này cũng rất là ngon. Cô bán cho con cái này một túi là 18 ngàn, túi 5kg là 90. Cô bán cho con 20 túi nha đi cô. 20 túi, túi 5kg. Dạ, cô vô liền giùm con rồi cô để ngoài trước giùm con nha. Rồi qua mua gạo của cô bên đây luôn. Dạ, mỗi người một chút. Dạ. Gạo nào? Cô cho con xem cái gạo thơm dẻo thôi cô.
lắm. Dạ rồi. Ừ. Rồi cô bán con luôn 20 túi luôn, túi 5 kg. Rồi cô vô cô để phía trước này giùm con nha. Dạ, đây con gửi tiền trước luôn nha. Coi như là một túi 90 thì 20 túi nó là 1,8 triệu. 1,8 triệu thôi còn 200. Ủa trong chợ này ngoại trừ sạp hai cô còn chỗ nào khác không? Sách đẳng ra đẳng tiệm đẳng lớn hơn. Dạ. Ở đẳng là chỉ có một tiệm thôi. Ừ. Dạ. Tiệm đây nè, cái đây nè. Dạ. Rồi cô vô liền con nha. Rồi rồi. Dạ. Đây con gửi tiền trước luôn nè cô. Rồi cô vô giùm con liền nha. Rồi. Cô cứ để phía trước đi. Ừ. Là 1,8 triệu ha. Ừ. Đây con thối con trước. Ở đây là gần như bà con thấy đa năng quá trời, vừa bán bọc ni lông nữa, bán ống hút rồi bán gạo nữa. Dạ, để con đi con cái vòng cái. Cô cứ để phía trước giùm con đi. Ha. Chút xíu hồi con mới tính. Dạ. Mấy cô cứ vô trước giùm con đi. Dạ khúc đẳng hả chị? Dạ, có qua cầu không? Dạ, em cảm ơn. Trước em qua cầu nè cô chú anh chị. Ra gạo người ta đóng cửa rồi. Rồi để em đi. Không phải người ta đóng cửa mà người ta giăng mạng vô. Để em coi thử còn chỗ nào khác không. Vậy là chỉ có một sạp thôi ha. Chiếu này cô chú anh chị. Lát, lát. Anh nghe chữ lát. À như ngày xưa chợ cũ là nằm đây thì phải cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị xem ghe chở lát nha. Mấy ghe này theo như em được biết là từ ở Vũng Liêm nè, là chở lên đây. Tiệm thôi, với một tiệm ngoài nữa là ba. Rồi thêm coi thử. Mua thì một người một chút thôi cô chú anh chị, để cho nó nhanh, chứ lại người ta cũng vui á. Mới có mua được 3,6 triệu. Là che nắng cũng không thấy được. Dạ. À dạ rồi, thấy tiệm gạo rồi. Dạ, sát bên đây thì dễ hơn nè. Chú anh chị thấy sưng tới nè. Những đồ trang trí sưng như thế này. Bán gạo chị ơi. Cho em coi gạo gạo này bao nhiêu ký chị? Gạo đó là 18,500. Gạo dạ. Đó là gạo Đại Thơm. Đại Thơm. Rồi 18,000. Còn bên đây chị? Cũng thứ đó. Thứ luôn hả? Ờ, thứ là mình đổ 2 thao đó. À. Rồi chị vô giùm em 20 túi đi ha. Túi 5 ký. Chị để phía trước này giùm em. À, đây em gửi tiền nè. Chị nhân ra em đi. Coi như là một túi đó là 90. Là 50 ký đó. À đúng rồi. Đâu 100 ký chứ. 100 hả? Một túi 5 ký mà 20 túi. Là 100 ký. Vậy là 1,850 đúng không? Đây 18,500 đồng ký. Đúng không?
đúng không? Thì chính xác chưa? Rồi thối em 150. Rồi chị vô liền giùm em đi. Dạ đúng rồi, chị vô túi 5kg, 20 túi để phía trước này giùm em. Tại thơm nó cũng thơm nhưng mà nó thơm nhẹ thôi của chú anh chị. Chú còn 200 điên thối 50 nè. Cô đưa 200 điên thối 50.000. Con thối là 50. Rồi cô vô liền con nghe. Rồi mua thêm ở trong chợ cô chú anh chị. Ngồi em ra đây em đứng coi người nào lớn tuổi em hỗ trợ hết luôn. Ở chợ Định Yên này hoàn cảnh khó khăn nhiều lắm cô chú anh chị. Chào anh. Biết em á. Có mà biết không? Dạ có rồi. Rồi có thôi. Dạ. Ôi, vô được 4 túi rồi. Ôi đây vô được 3 túi, 4 túi rồi. Dạ, mới được có 4, 5 túi rồi. Dạ, 5 túi. Cô cứ vô tiếp đi. Dạ. Dạ, thông cảm con, tại con không có mua số nha. Tại số nô bà mẹ đi tới biết là dạ. 3 lên, tổng không có cho tiền giúp đỡ. Dạ không, bữa nay con cũng không có cho tiền lắm. Dạ. Dạ không, dạ không. Dạ không hả? Dạ. Cô thấy đang vô tiếp. Cô đi bán đi, rồi chút xíu nữa thì nhận gạo nha. Chứ con không có mua số được. Dạ, cô đi bán đi nha. Để con mua gạo chút xíu mới được. Cô mua thêm cô có đủ không? Có. Có đủ ha. Dạ. Cô vô thêm 20 túi nữa đi là 40 túi. Đây cô thối tiền con trước. Dạ. Dạ rồi, là 40 túi ha. Cô vô thêm con 20 túi nữa đi cô. Là 40 túi. Sao mấy cô giỏi quá, con mình bán mà không ai phụ chân nè. Thằng cháu ra tiếp kìa, gọi con đợi á. Dạ. Hết dễ ra tới kìa. Này cô cầm con nè, chiều rưỡi nè, chưa để đưa thêm 7, 8. Rồi cô cảm ơn nghe con. Dạ. Chúc cho con thêm 20 nữa. Ờ, là 40 túi lận con. Cháu con. Dạ, có anh này ra phụ rồi. Dạ. Chị cứ vô đi, cô cứ vô đi, vô khi nào mà đủ rồi thôi. Dạ, mình cứ làm đi. Dạ. Có gì con đợi chứ không có gì hết. Con cũng ở không lắm. Thành ra là thoải mái. Dạ, gọi quá liền. Dạ, sức chiêu liền. Dạ. Này là 89. 900. 50. 89. À, cô ơi, cô vô thêm 10 túi nữa đi là coi như là 50 túi. Rồi, 50. Dạ đây. Lấy tiền kìa con. Đó là 900 ngàn ha. Rồi, dạ rồi. Là túi thứ hai đóng tổng 50. Dạ đúng rồi, đây 50, bên đây 40, và ngoài kia 20. Rồi. Cây cho em mượn 150 cây. Dạ, xài iPhone không à? Okay. Xài iPhone không? Bốn không phải vậy. Dạ, cô bổ cô, có bổ cô phụ bên đây được nè. Bên đây có mình cô này cô làm nè. Dạ đúng rồi. Dạ quét sạch luôn rồi đó hả? Dạ. Dạ phải không? Con có phải không? Chắc coi dừng lộn người quá à. Tên gì Thái đây?
Anh gì đó đi. Hay đi chùa cho mấy cái trẻ mà một câu gì rồi đó. Con là Khương Nhật Minh. Đúng rồi. Tôi tác à, tôi coi. Dạ. Tôi coi nha, tiếng dĩ với chú này với chú gì nữa nè. Dạ. Cái bữa nay thì mới có duyên. Con của bà nội đó. Dạ đúng rồi. Thì nói chung là con bao trùm hết, thì trừ có mỗi là cái xây cầu với cất nhà là con không có, con không làm thôi. Con này hơi chở đi đâu? Dạ không, để đây con phát luôn. Phát luôn hả? Dạ. Cô cứ vô bình thường. Ừ. Không sao hết. Mày cũng nhanh mà. Căng, mình chia ra mỗi người một chút nó nhanh lắm. Dạ, nói chung là tỉnh luôn á. Rồi cũng nhanh quá, 2, 4, 6, 8, 10. Đây 10 rồi. Còn 50 ngàn, thôi em gửi vào cho mua thêm một túi nha đi cô chú anh chị ha. 90 ngàn. Nè cô, cô thêm một túi nữa đi ha. Đây thôi còn 10 ngàn. Là 41 chục rồi, là 41. Dạ đúng rồi. Mua cho sạch tiền luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi, giờ cô 41. Cô bên đây 50. Cô ngoài kia 20. Không gấp, nhưng mà cô làm xong là con làm đó. Cô chỉ cần mà hơn 50% là bắt đầu con làm đó. Ở đây là 10 là được 25% mà đó. Dạ. Đó. Một người xúc, một người cân, một người buộc là rất là nhanh luôn. Của cô là 50. Dạ. Dạ. 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14 rồi. Khá nhanh, khá nhanh. Vậy là ở chợ của mình là chỉ có 3 cái sạp gạo, 3 4 sạp này thôi hả cô hả? Dạ. Còn ở nhà cô nãy mà cô đi ngang thì trong nhà nó bán cũng có nhiều. Nhà bán ga. Nhà bán ga đó. Dạ, nhưng mà thấy tại vì người ta che vải rồi nó hơi kỳ. Đây. Dạ không. Chị bán vòng vòng đi rồi chút em gửi tặng gạo ha. Mấy người với số. Ừ. Dạ đúng rồi, tại vì cái bữa có bữa cho tiền nhưng mà bữa cho là không có cho gạo, thì cho hai ba thứ nó bị lộn á, nó bị lộn lu bu lắm, thành ra bữa cho tiền là không cho gạo, mà bữa cho gạo là không có cho tiền. Ba đấu hai. Dạ, bên đây là được 12 túi rồi, 13 túi, 14 túi rồi nè. 3, 6, 9, 10. À, bên đây cũng 14 túi. Nhanh thôi cô chú anh chị ha. Dạ, Tết tới rồi. Gian hàng bánh kẹo cũng đang khá là sơm nè cô chú anh chị ha. Hôm nay là mùng 8 rồi. Thường thường mỗi khi mà vài năm trước á, có khi là em thấy khoảng chừng 23 đưa ông Táo á, là có nhiều gian hàng bánh kẹo người ta sạch sẽ luôn á. Năm nay thì không biết sao.
23 tới 26. Rồi bên đây vô chưa, bên đây chưa thấy. Chắc có lẽ người ta vô trong. Đó là ngôi chợ Định Yên mới đó cô chú anh chị. Trước giờ nó cũng khá là cạn ha. Giờ mà thả cá phóng sanh là có mấy chú vịt sim này là thưởng thức hết rồi. Dạ alo. À dạ không có, hồi nãy con điện cho chú á để lưu số á. Dạ rồi. Dạ dạ. Chú anh chị thấy nhiều người bán số dữ lắm luôn á. Chỉ là em đi buổi chiều rồi đó. Trời ơi, giữ ha, tao đẹp trai quá ha. Dạ, BD. Thấy vậy chứ B. Trời ơi, không phải ha. Thì cho mấy người nào nghèo hay gì anh. B, 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 dạ. Bán số. Dạ, ưu tiên cho những người bán vé số. À, lụm dây chai, chạy xe lôi. Dạ. Này không có xe lôi. Cái này của bà Cây nó đổ dầu, hay vậy ướt nhẹp gì đó. Tròn anh. Dạ, ba Cây cho anh ha. Bán mướn cũng cho luôn, nói chung bán thân cũng cho nữa. Bán cái gì cũng cho đó, chỉ cần lại chia sẻ hoàn cảnh thôi. Là em gửi. Mà em bóng quá trời, bóng mà em ơi. Dạ. Em bóng hơn chủ đó. 2, 3, 4, 5. Mẹ vậy, bóng đồ thôi chứ có làm gì đâu bóng. Trời á, bóng là đeo vàng mới bóng. Dạ. Đeo vàng kìa. Đây, 21 rồi nè. 21 túi rồi đó. 22 rồi đó. Bên đây chắc cũng ngang ngửa luôn đó, bên đây là 2.3 luôn đó. Dạ, bên đây chỉ cần hai người thôi mà thấy làm tốc độ lắm. Mệt quá, gia đàn ông đây là ba mẹ bà. Cô đợi chút xíu đi rồi con gửi gạo cho nha. Dạ, bán vòng vòng đi thôi nha. Chắc cái đẹp đàng hoàng lịch sử nè. Dạ. Quay lại. Rồi đưa bên đây mà 22, 23 là coi như là cũng sắp đủ rồi đó cô chú anh chị. Bên đây 41. 41 rồi bên đây 50. Giờ bên đây tăng cường thêm người nữa rồi. Từ từ nghe ông hai, tôi đang thi đó. Gì hả? Bên hả? Bên đây là tăng thêm nhân lực. Dạ. Ông xã ra nữa là sao mà tấu lại. Chị của bà đi chồng không ăn bà nội hả? Cho mà đi thi kiểu này thua rồi chứ gì. Vượt lên chính mình là cái gì? Vượt lên chính mình này là thua rồi chứ gì. Vậy, ăn quá thì được. Quá không? Dạ, bên đây chị này hơn 50% rồi. Là nói cho anh này đi. Anh dạ. Anh quá trợ đi. Dạ. Rồi. Rồi đi xin cho em bao gạo rồi em. Rồi, cảm ơn. Thôi lại nha, thôi lại nha. Chúc qua liền. Rồi, rồi. Đây, phụng giá luôn coi. Họ bỏ trong đó luôn hay gì anh? Bỏ đó tội chết à. 15, 20 mình được 25 rồi đó. Dạ, 25 là sắp đủ rồi, 16 bao nữa là xong. Vậy, bỏ không gì nha. Khoảng được 60% rồi. Quá nhanh, chia ra về thật sự quá nhanh luôn. Dạ, giúp cách gì nữa. Dạ. Đâu mà tháng lẻ, ẩm không có tiền, đỡ không rồi. Phải là quài quài. Rồi, căng đi chị đi ơi. À,
Dạ bên đó được ba mấy bao rồi kìa. Ghê chưa? Ghê thiệt chứ. Dạ. Cái này là 20 rồi nè. Rồi giờ là 28 bao, 29 bao rồi đó. Mới 29 bao hả? Dạ. Mới 29 là muốn đủ luôn rồi còn cái gì nữa. Còn 21 bao. Dạ. Hơn 50% rồi. Ờ bên kia hết gạo đó. Thành ra là bên mình có cơ hội lặt kèo. Dạ ngoài đợi chút xíu nha, đợi chút xíu con gửi gạo cho ngoài bán vòng vòng đi khoảng chừng 10 phút nữa ha. Chắc có lẽ ngồi khác bên của chị này trước rồi, chị này sắp tủ rồi. Rồi cô chú anh chị tại em chút xíu nha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vô trao tấm lòng của cô Linh ở tại Canada ha. Chúc với em nha. Nói chung thì em nghĩ là chờ định đi nhà em phát cũng sẽ nhanh thôi. Tại vì hoàn cảnh khó khăn mà bán vé số ở đây rất là nhiều luôn. Thật ra là em nghĩ là những hoàn cảnh đây thì họ sẽ lan truyền cái thông tin mà cho gạo sẽ nhanh chóng lắm. Đủ chưa mà kiếm em? Đủ chưa? À vậy hả? Để em coi coi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 bao rồi phải không? 33 bao còn 8 bao nữa là xong. Dạ. Rồi bên đây thì 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bên đây là 37 bao rồi nè. Rồi bây giờ thì em sẽ mời những hoàn cảnh với số ha, cũng sắp sửa rồi. Rồi, thôi bây giờ em tiến hành em gửi cho những bạn chị với số lại đây em gửi cho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Rồi có gì chị với chất bên đó cho đủ đi ha. 35 này phải không? 35 là 6 túi nữa ha. 35 rồi đó. Rồi, rồi em mời lên đây. Rồi con kéo khẩu trang cho chú xem đi con. Ngày con bán được nhiêu tờ? À, hôm nay đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Chúc con gia đình năm mới con miệng nha. Cho em xem mặt đi chị. Thì ngày chị bán đi nhiêu tờ? À, đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada. Chúc chị năm mới gia đình con miệng nha. Dạ. Chị đi bán, chị thấy ai bán với số chị mời lại em nha. Rồi, cảm ơn chị. Ủa rồi sao chị không bán khách vậy đi? Bán đi. Quá nhiệt tình luôn. Chị, vé số. À, cô chú anh chị thấy mặc dù là chưa chợ vắng mà cái hoàn cảnh bán vé số bán cũng nhiều đúng không ạ? Ngày chị bán đi nhiêu tờ? À, hôm nay đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Tặng chị, chúc gia đình ngon miệng năm mới. Dạ đây hai mấy cô. À, con mời cô mấy cô lên đây ạ. À. Camera qua đây. Quay về cho nó không bị ngược sáng. Đứng đây nè cô. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Tết này nó 60. Dạ, một ngày cô bán được nhiêu tờ? 100. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt nha. Dạ hảo tâm là cô Linh ở Canada tặng cho cô phần gạo ăn cùng gia đình nha. Hồi nãy như cô nói là mẹ cô bị tai biến hay gì đúng không? Dạ. Rồi, hôm nay là đây là tấm lòng cô Linh ở Canada. Chúc cô gia đình năm mới ngon miệng nha. Chúc mẹ cô phục hồi sức khỏe. Dạ.
Dạ con mời cô ạ. À, chị bán gì? À vô đây đi chị. Dạ để dạ ngoại cho con xem mặt cái đi ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ một ngày mà bán đi nhiêu tờ? Ít dữ vậy hả ngoại? Mà bán tới buổi chiều luôn mà chưa hết nữa. Dạ. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Năm mới chúc ngoại gia đình ngon miệng nha. Dạ mua mai bán đắt nha. Cảm ơn ngoại. Dạ một ngày cô bán được nhiêu tờ? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Sức khỏe năm mới. Dạ. Dạ, bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 70. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy bác? Cũng còn lao động được. Dạ, làm mướn hả? Dạ. Rồi, hôm nay con thay mặt cô Linh nha. Dạ, ở Canada. Rồi, chúc bác sức khỏe năm mới. Ngon miệng nha. Dạ. Hình như nãy giờ dư hay gì rồi đó? Đủ rồi nè. Dạ, đủ ha. Dạ. Dạ rồi, quá 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 tuyệt. Dạ rồi. Đó là em phát ở bên chị này trước rồi sau đó qua cô này. Cô này năm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Mới gửi rồi. Dạ. Bên đây còn 5 túi nữa là xong rồi cô chú anh chị. Chia ra phải nói rất là nhanh luôn á. Dạ thì đang phát dạ. Thì ổng lại thì em gửi thôi à. Dạ bên đây 4 túi vậy là xong rồi. Dạ Dương Bịch thì làm từ thiện luôn ha. Hình như là Dương Bịch hay gì đó. Không dư phải không? Dạ rồi. Nếp. Cô lên đây đi con hỗ trợ cho. Còn hai bọc nữa quá. Không có cái này là tự cho hả? Cô lên đây con hỏi vài câu mới được. Bây giờ con chỉ gửi đặng cho cô thôi chứ con không có biết người kia. Dạ, cặp mặt con mới gửi. Cô năm nay nhiêu? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Mới có 70. Mới có 70 hả? Dạ, mà ngoại đang làm không có buôn bán buôn bán. Ngoại đang làm công việc gì trong chợ? Bán quần áo mà bữa nay chợ làm mà không có bán nghỉ. Bán dạ. Dạ. Nhà mày khó khăn không? Mình thì đủ xài nhưng mà xin giùm cho hai bà dì thôi. Dạ. Chứ không có gì. Dạ. Thì hôm nay thì nhắn được báo với đường đi. Muốn xin rồi bắt trở lên. Bà hai với bà bảy đó. Dạ. Được thì xin không được rồi thôi. Thì à. Được nhưng mà con chỉ có thể gửi 5 kg thôi. À, dạ. Thì ngoại nhận giúp con nha. À, rồi. Dạ rồi. Rồi, chúc ngoại gia đình ngon miệng nha. Cô đang làm công việc gì ngoài chợ vậy? Cô đang làm công việc gì ngoài chợ? À, bán bánh. À, rồi, thôi của ít lòng nhiều nha. Cô Linh chúc cô gia đình ngon miệng. Năm mới nha. Dạ. Chị với số nãy nhận chưa? À, mời chị lại đây ạ. À. Rồi, cho em xem mặt cái đi. À, một ngày chị bán được nhiêu tờ? Rồi, tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Rồi chào chị. Dạ rồi rồi, dạ, đủ 50 rồi nè cô chú anh chị ha. Dạ. Rất là nhanh luôn. Tầm khoảng chừng 20-25 phút là xong hết rồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Con cũng làm từ từ mà. Dạ. Chút xíu nữa là kín mít tới bây giờ. Buổi sáng thì dễ bị lộn chứ buổi trưa ít lắm. Tại vì ít có người lại lắm. Dạ. Ít lắm. Dạ. À, con mời bác qua đây ạ. À. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi?
69 tuổi rồi. Dạ, một ngày mình đang làm công việc gì ngoài đây vậy bác? Làm ít gì làm hết nổi rồi. Dạ, là giờ là sống thì bằng tình thương hả? Sống bác hả? Chung với người chị. Dạ. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Dạ. Chúc bác năm mới gia đình con nguyện. Cảm ơn. Dạ rồi, chào bác nha. Ừ. Dạ. Rồi em mời em qua đây ạ. À. Ngày anh bán được nhiêu tờ? 250 nha. Dạ. Tấm lòng của anh Linh nha. Ô, của cô Linh ở tại Canada. Chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ, chị cho em xem mặt đi. Ngày chị bán được nhiêu tờ? 200 tờ. Dạ. Tấm lòng của cô Linh ở Canada. Chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ. Chị đang làm công việc gì ấy? Có lái. Chị đang làm công việc gì? À, em bán, em buôn bán cái gì? À. Năm mới chúc chị gia đình ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Ủa cái con gì nó chích em vậy ta? Bị sưng cái cổ rồi. À chị dạ. Bánh ngoài rồi tặng cho cô này ly nữa. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Giờ cô này bán bánh lọt ha. Ờ, bánh lọt cho làm nhà đó con. Dạ. Sao? Dạ cô chú anh chị. À. Chị đang mời em nè. Ừ. Thơm dữ, chắc em nghĩ ly này chắc khoảng 10.000 quá. Dạ thì mình tùy duyên thôi. Dạ. Rồi con mời bà ngoại qua đây à. Dạ. Mãi năm nay nhiêu tuổi rồi? À, bà 79. Dạ, bây giờ mày còn làm gì nổi không? Không có làm. À, dạ. À, sức rồi. Khỏe mày như thế nào? Sức khỏe thì lâu lâu có hơi chóng mặt, nhức đầu vậy đó con. Dạ rồi. Hôm nay thì cũng sắp tới năm mới rồi. Con thay mặt cô Linh ở Canada. Dạ. Có phần gạo nho nhỏ tặng cho ngoại. À, của ít lòng nhiều. Dạ ngoại cảm ơn con nha. Chúc ngoại sức khỏe nha. Ừ, dạ gia đình ngon miệng năm mới. Cảm ơn. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 74. Dạ mình còn làm gì nổi không ngoại? Dạ. Dạ em cảm ơn. Ngoại bán hộp dịch lộn hả? Một ngày ngoại lời được khoảng bao nhiêu? Mấy chục ngàn à, có mấy chục hộp à. Ít gì hả ngoại? Ngoại em không có nhuộm tóc phải không? Không có. Ủa vậy tóc đen dữ vậy hả? Không có nhuộm. Trời ơi. Không có đen. 74 tuổi mà đen như thế này luôn. Tóc con còn bạc hơn tóc ngoại nữa nè. Dạ hôm nay là con thay mặt cô Linh ở Canada. Dạ. Có phần gạo nho nhỏ tặng cho ngoại nha, của ít lòng nhiều. Chúc ngoại năm mới sức khỏe. Dạ. Và gia đình ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ buôn mai bán. Dạ. Đất. Dạ một ngày anh bán được nhiêu tờ? Dạ 100 tờ. Dạ tấm lòng của cô Linh cho anh nha. Tặng anh, chúc anh gia đình ngon miệng. Dạ. Rồi, nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 74. Dạ, nó đang bán gì ngoài chợ vậy? Dạ, đi giữa chén nho cho người ta. Một ngày được nhiêu nội? Dạ, 50 hả đậu. Ít dữ vậy hả nội? Dạ. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Dạ. Tặng cho nội nha. Dạ. Chúc nội năm mới ngon miệng. Dạ, cảm ơn con nhiều hả cậu. Dạ. Bây giờ tôi xin cho con không có gãy chân được không? Dạ. Dạ thông cảm giùm con gửi giùm không được. Tại vì tôi đem lên chở cho ổng. Dạ mà mướn. Dạ. Ổng làm mướn đất tôi mà ổng bị té gãy chân. Rồi rồi. Cái nào nói thiệt. Dạ. Cũng thấy tội nghiệp. Rồi. Ổng chưa trả tiền đất tôi nữa mà tôi cũng không thèm đòi. Dạ thôi mình coi như đó là cách làm phước đó, đó. Dạ. Bây giờ đem tôi chở lên ổng trên ruộng á. Dạ. Ổng té gãy chân tội nghiệp làm. Dạ. Hai vợ chồng không có tiền trả tiền mướn. Dạ. Dạ không được cho mấy cô. Dạ thông cảm giùm con. Tại gặp mặt con mới gửi được. Dạ. Thì tùy duyên thôi. Dạ. Cái buổi mà buổi sáng cô chú anh chị thường thường là phát mà những hoàn cảnh khó khăn thì gần như là phát không có kịp thở luôn. Tới buổi trưa buổi chiều thì nó hơi vắng một chút, cô chú anh chị thông cảm.
Tuy nhiên thì phát những cái thời điểm này á thì em hỏi được về những hoàn cảnh khó khăn á. Đó. Cô có sổ giò không? Dạ. Cô có sổ giò không? Có chơi đó. Có số điểm trời. Số nè. Qua đây cho con xem mặt cái đi. Con mới gửi được. Dạ, con mời cô qua đây ạ. Một ngày cô bán được nhiêu tờ? Mời gạo mua có 1 kg vậy đó hả? À, ký nếp ha. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Chúc cô gia đình năm mới ngon miệng nha. Rồi. Con về đi, chú không có gửi con nít nha. Về đi con, rồi kêu người lớn lại nha. Dạ, con nít không gửi. Tại vì nhiều khi gia đình đưa mấy đứa nhỏ ra nhiều quá, nó không có công bằng được. Thành ra là chỉ hỗ trợ người lớn thôi. Nhiều khi gia đình 3-4 đứa nhỏ ra rồi cháu nữa, như vậy thì nó không được. Nói chung là em không gửi. Ngoại trừ đứa nhỏ nào nó đi bán thật sự, nhìn em biết. Còn ngoài ra con nít mà ra là em không có gửi đâu. Biết là chị biết, nhưng mà em là có quy tắc của em. Con nít em không gửi, để người lớn thôi. Con nít vẫn cho với điều kiện nó phải đi bán thật sự. Mà em thấy nó quải giỏ cầm giấy số thì em nhìn em, có nghĩa là nó đi bán, nó phụ giúp ba mẹ nó. Dạ. Dạ. Rồi chào chị. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 40. Chị đang làm công việc gì vậy? Bán giấy số, bán sáng. Một ngày chị bán được bao nhiêu? Bán cứ 50 tờ. Chị có mấy bé? 4. 4 bé là hả? Và đứa lớn của chị bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Còn đứa này? Mẹ đơn thân nữa hả? Hôm nay là em thay mặt cô Linh ở Canada nha. Có phần gạo tặng cho bốn mẹ con nha. Dạ. Rồi, chúc gia đình năm mới ngon miệng. Hai đứa nhỏ, còn hai đứa. Dạ rồi. Rồi, về đi con. Lại đây, rồi sách đi về từ từ. Dạ. Một ngày chị bán được nhiêu tờ? Chưa mà có 5-80. À, bán ít vậy đó hả? À, đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi. Dạ được chứ. Dạ, chị làm công việc gì vậy? Bán giấy số. À, ngày chị bán được nhiêu tờ? 50 tờ. Còn bán ít dữ vậy? Dạ. Còn trẻ mà sao bán ít vậy? Giữ con. À, rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Rồi cho xin đứa em nó bị. Dạ không được. Gặp mặt mới gửi được. Nó gãy giò, nó không có đi ra. Dạ được. Không được. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 69 tuổi thôi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoài như thế nào? Cũng bệnh hoạn chất đỉnh đi bán số con ơi. Một ngày ngoài bán được bao nhiêu tờ? Không có tiền con ơi, bán có 30 giấy. Ngày ngoài bán hết rồi hả? Hết rồi con. Dạ. Rồi cho ông chú cũng bị bệnh đó con. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Nhân dịp năm mới sắp tới. Chúc ngoại gia đình ngon miệng. Dạ rồi. Có cho tiền thấy người tại số quán. Dạ, bữa nay con không có tiền nha ngoại ha. Rồi, chào ngoại. Cảm ơn. Dạ, hai chào ngoại. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Ủa về nhà chú ở đâu mấy cô biết không? 30 tuổi. 30 tuổi. Rồi thôi gửi tặng cho chú nha. Dạ nhìn biết. Dạ. Rồi mời chị qua đây. Có gì đâu ngại. Rồi hôm nay đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Chúc chị gia đình ngon miệng ha. Rồi. Bây giờ gạo nó đang giá cao á, thành ra là mình nhận được thì mình cứ nhận. Dạ. Nó bằng cả một ngày đi bán của mình đó chứ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ chính xác là vậy. Tại vì tiền không phải của con, thành ra con cho giùm không có được. Chứ không phải con không muốn, mà tiền không phải của con. Đó. Dạ.
Ở đây em còn 6 túi. 6 túi là nãy em trao được 35. Dạ. Kệ đấy, con làm từ từ thôi. Dạ con đứng giảm cân. Dạ ngồi nó bị mập lắm. Nói chứ con cũng mập quá rồi. Dạ đây chắc bà ngoại đang vô. Dạ. Ngoại đi mua gì ngoại? Đi mua 5 cái muỗng. 5 cái muỗng. Bán ra bào không ngoại? Dạ. Ngày lời được nhiêu ngoại? Đâu bán bữa 20 ly có đủ con cháu uống. Nhà ngoại khó khăn không? Khó. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Sao mấy rồi? Sao mấy ngoại? Dạ. 61 hay 69 ngoại? 62. Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada tặng ngoại 5 ký gạo nha. Dạ, dì cảm ơn. Dạ. 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 Vô tình đã. Đi mua muỗng mà hên quá. Hên á, cảm ơn chứ nha. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Dạ ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Một ngày là chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ, em bán 150 ha. Tấm lòng cô Linh ở Canada. Chúc chị năm mới gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ 10 ngàn nó chắc được 50 cái đó. 100 cái luôn. Dạ. Vậy cũng quá trời rẻ rồi. Dạ. Có 100 đồng cái hả? Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn cô. Không cứ quay đi, cứ quay đừng có tắt, vô tới đây tắt. Rồi, rồi xong rồi. Con này nhảy nhận rồi. Quay giữ khung hình đi, đừng có liên máy nhiều quá. Con ngồi chơi chút đi con. Dạ dạ, cảm ơn cô. Ngồi đâu chịu nổi nè. Dạ được. Dạ, camera ngồi đi. Ngồi đi con. Dạ được, con đứng quen rồi. Dạ. Dạ thôi thôi, đừng lấy nha con. Dạ, lấy nhiều quá nó bị vướng cái đường ra vô. Dạ. Con đứng nó quen rồi. Con năm nay nhiêu tuổi cháu? Dạ con năm nay 36. Dạ. Mới đem gạo ha, à, đem nước ngọt ha. Nước nó nóng, nước đậu. Dạ, nước mát. Ờ, à, nước mát. Dạ. Nó 39 rồi đó, tết nó 40 á. Dạ. Dạ. Đây là chị đẩy lên đây luôn đi chị. Đang dắn chị dắt xe lên luôn đi. Cho em xem mặt cái đi. Chị đi gom cặn hay gì vậy? Đi bán đậu hũ, bán đậu hũ. À vậy hả? Cho em xem mặt cái đi ha. Rồi đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada. Của ít lòng nhiều. Chúc chị gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Thông cảm. Thông cảm giùm em. Dạ. Gặp mặt em mới gửi được. Dạ, thông cảm giùm em nha. Dạ. Dạ. Thôi xa quá đừng ra. Dạ xa quá. Xa quá. Xa quá tốn chi phí này nọ ra công. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Mấy người lại. Quay lại chú này đang dùng. Bán rồi chắc cũng lớn rồi.
Bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 63. Bác đang làm công việc gì vậy? Cũng mặn này kia lật vặt. Dạ. Hôm nay thì đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada nha, tặng cho bác, chúc bác gia đình ngon miệng. Rồi chào bác. Hồi nãy lột nón được rồi. Dạ được rồi. Bỏ đâu rồi? Thấy ba ký lộ hai ký lộ cô. Mười 18 ngàn ha. Cũng hơi vắng nha cô chú anh chị. Cũng hơi bất ngờ với em. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 69 rồi. Còn làm gì nổi không cô? 69. Dạ, mình còn làm gì nổi không ngoại? Trời ơi, thì cũng giữ cháu ở nhà, cơm nước, giặt đồ. Dạ, mà nhà ngoại khó khăn không? Khó khăn, khổ lắm, nghe nói lên mừng quá. Dạ. Ngoại đạo bao xa mới tới đây? Dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới ha, dạ, cũng dạ. Sắp tới rồi. Dạ. Con thay mặt cô Linh ở Canada. Dạ. Tặng cho ngoại gia đình 10 ký. Cảm ơn chú nha. Chúc ngoại gia đình ngon miệng năm mới nha. Dạ, chúc mày nó phát tài nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn ngoại gia đình sức khỏe. Dạ. Chào ngoại. Ờ, nó kêu nó hay nè, thằng ấy thằng này nha. Con của à. Chú đi đâu vậy chú? À, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 43. Dạ. Bây giờ anh đang làm công việc gì vậy? Bệnh không có làm gì. Anh bị bệnh gì trong người? Phổi. À, bây giờ đâu có làm gì được hả? Anh có con gì à, vợ con gì không? Có con à, vợ bỏ mười mấy năm rồi. Con anh lớn chưa? Nó, thằng đó nó bị gãy giò nữa. À, gãy chân nữa hả? Cô xích tới để con chút xíu. Rồi. Thôi hôm nay thì nhân dịp năm mới ha. À, đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada. Chúc anh phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Trong năm mới nha. Vì gia đình ngon miệng nha. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 16 rồi. Cô đang làm công việc gì? Bán số. Bán số, ngày bán được nhiêu tờ cô? Có 100 hả? Ít dữ vậy hả? Ừ, không đủ. Năm mới cô Linh ở Canada. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. À, chào cô. Chú. Dạ, cô bán gì vậy cô? Ông dạ. Biến, dạ. Không có đi được, không có đi gặp mặt con mới gửi được. Ông không gửi. Dạ, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ 62 tuổi. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy cô? Làm mướn. Dạ, một mới bằng mướn cậu thì nó mới gửi chén. Nghe được nhiêu cô? Mặn ngàn 100 ngàn. Dạ. Từ từ đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada. Dạ. Năm mới chúc cô sức khỏe và gia đình ngon miệng nha. Gửi chén thằng chú ơi, thú tàn chân chú ơi. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi. Cô đang làm công việc gì? Dạ, kiếm mướn ha. Dạ. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Thấy cô mua gạo có 1 ký là biết khó khăn lắm rồi. Dạ, con chào nội. Dạ, dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 8 tuổi nha. Dạ, 80 tuổi. Tuổi thịnh đó, không có 80 mấy, 8 tuổi lẻ. 84.
tám tuổi lẻ đó. Dạ, rồi nội, nội năm nay sức khỏe như thế nào rồi? Bệnh nằm ở nhà không không có đi được, có dạ. Như vậy này đi nghe đi với này báo quá trời bệnh nè. Dạ. Trong mình bây giờ không có còn cái chỗ nào. Dạ. Hồi cái vai này. Nè. Trời, rồi nó hồi phục chưa? Không, không cũng bó gọn luôn. Dạ. Dạ. Dẫu xa cái này giờ nó dở lên không được, dần dần gì thôi. Dạ. Không dở lên được. Dạ. Hôm nay là con thay mặt chị Linh ở Canada sẽ tặng cho nội phần gạo nhân dịp năm mới sắp tới. Chị ấy chúc nội sức khỏe và ngon miệng. Tiền cho tôi uống thuốc. Dạ, nội nội thông cảm giùm con, bữa nay con chỉ tặng gạo thôi. Rồi ha. Dạ. Tôi thay mặt chị ấy tặng nội 10kg nha. Dạ. Dạ. Ai dắt nội lại nhận gạo mấy em đi. Dạ. Dạ chú dắt nội lại vậy nha. Dạ dạ. Dạ. Thôi thôi con chào nội nha. Chúc mừng con ha. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội. Dạ. Rồi nhà nhận xong đi về từ từ nha. Cứ gấp. Dạ, con mời cô lên đây ạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 59. Dạ, cô này là cháu hay là con? Cái này cháu nội. Dạ. Ở nhà trọ. Dạ. Một tháng cô đóng bao nhiêu? Tháng 1 triệu. Dạ, cô có mấy đứa cháu? À, tất cả 4 đứa mà gia đình tôi 3 đứa con đứa nhà trọ hết. Dạ, mà cô bán cái gì vậy cô? Như người này cha mẹ nó bỏ rồi. Dạ, dạ. Người nhỏ lớn. Mình đứng phía sau chú này đi cô. Cha mẹ nó bỏ dạ. Người nhỏ lớn cái lớn. Rồi, hôm nay con thay mặt cô Linh ha, ở Canada dạ. Nha. Dạ. Rồi, chúc mấy bà cháu ngon miệng nha. Sức khỏe nha. Này con mẹ con đi sao? Dạ rồi. Mẹ với cháu mẹ con đi sao đợi mẹ nó qua. Dạ. Vậy thì cô nhận cái này đi. Rồi con nghe con đứng bên đây đi, đợi mẹ qua đi ha. Khoan đợi con chút xíu. Chú đang làm công việc gì vậy? Chạy xe đò. Dạ. Chú chạy xe ôm ha. Chúc chú gia đình ngon miệng nha. Cái tấm lòng cô Linh nha. Dạ, cô đang làm công việc gì vậy cô? Cô chú. Khoan đợi con chút. Bánh tráng 10 phút. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 64 rồi. Dạ, bánh tráng nào vậy cô? Đó, tại bên đó đó. À, cái cô trái cây đó. À, vậy khó khăn rồi. Ơi, năm nay đây là cô Linh ở Canada. Dạ. Chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ, vậy cảm ơn cô. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 72. Dạ, mình đang làm công việc gì ông nội? Bây giờ mướn. Dạ. Dạ. Đây tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Dạ. Chúc ông nội sức khỏe. Cảm ơn nha. Ngon miệng nha. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy cô? Quán cà phê nhỏ. Dạ. Năm mới chúc cô gia đình ngon miệng nha. Thông cảm con người lớn tuổi không biết hỗ trợ được nha. Dạ. Dạ. Dạ không. Rồi, chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 41. Chị có bao nhiêu bé? 5 đứa. Chị đi bán ốc hả? Dạ. Ồ, vậy khó khăn lắm. Vậy tới 5 đứa lần hả? Dạ. Đẻ sao hay vậy nè? Đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi rồi. Dạ. Rồi, thôi chúc năm mẹ con ngon miệng nha. Dạ rồi. Dạ, nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 68. Dạ, mình còn làm gì nổi không nội? Đi bán chốt không? Trời ơi, thấy thương dữ vậy nè. Dạ. Hôm nay là con thay mặt cô Linh nha, ở Canada. Chúc nội năm mới sức khỏe và ngon miệng nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nội. Mời giờ nội Vinh nổi không? Chưa bà một phần coi. Dạ dạ, mời đợi con chút. Thôi đây gian trước nè, gian trước nè. Rồi mời đứng đây con nha. Quay người lên con. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi? 75 rồi. Dạ, bây giờ mời đang làm công việc gì? Ở không à. Sức khỏe mời giờ như thế nào? Dạ. Hôm nay là con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Nhân dịp năm mới chúc ngoại sức khỏe. Cảm ơn con nha. Dạ. Dạ ngon miệng nha. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Mình năm nay mình nhiêu tuổi rồi? Tuổi già đó. Cô đang làm công việc gì? Bán gãy rắn. Bán đồ gãy. Mà là cô bao nhiêu tuổi? Già đó. Là 70 hay là 60? 60 rồi. 60 ha. Rồi con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 56. Ngày cô bán được nhiêu tờ? Bán được 100 à. Dạ, tôi cô bán ít vậy. Dạ, gửi. Dạ. Đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada. Dạ. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Tôi gạo. Camera vô tin. Camera qua đây. Dạ. Năm nay mình nhiêu tuổi rồi ông nội? 78. Bây giờ 79. Sức khỏe của ông nội như thế nào? Sức khỏe mới nào nè, rồi mới về. Trời, nghe thương quá vậy. Ông nội bị bệnh gì? Bệnh nó mệt chứ nó ho. À dạ. Chứ ấy à. Dạ. Mới nào nè, rồi mới về. Dạ. Rồi qua. Dạ.
Hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada chúc ông nội phục hồi sức khỏe năm mới và ngon miệng nha. Ông nội kinh nổi không? Được rồi. Hồi hoài nó vợ. Dạ rồi. Dạ không. Không không, con không gửi được. Dạ. À, tên của em là Khương Nhật Minh đó, chị nhấn vô trong đó. Nhưng mà cái video này thì chắc có lẽ là sáng mai hoặc tối mai thì em mới lên. Tại sáng nay thì em cũng phát ở hai chợ rồi. Nãy em phát ở chợ Tân Thành phải không ạ? Tân Thành. Dạ. Dạ. Cô bán gì vậy cô? Cô bán cái số hả? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 67 tuổi. Một ngày cô bán được nhiêu tờ? 150 ha. Hôm nay thì con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Chúc cô năm mới và gia đình ngon miệng. Dạ, mua mai bán đắt nha. Rồi, xin chào cô. Đi đây, cô gạo cái này lại đâu? Bây giờ chỉ tặng được cho chị thôi. Tại vì em biết cái người nhận thôi chứ em không biết cái người phức giấu mặt. Rồi giờ chị cho em xem mặt đi. Chị đang làm công việc gì vậy? Làm mướn ha. Tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Chúc chị năm mới gia đình ngon miệng nha. Dạ, gãy hả? Yếu quá vậy. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 60. Dạ, cô đang làm công việc gì? Cô bệnh, cô ở nhà cũng cô bị bệnh gì vậy? Bị tiểu đường. Tấm lòng của cô Linh ở Canada chúc cô gia đình năm mới ngon miệng, phục hồi sức khỏe nha. Chào cô. Cho xin bập. Chú đang làm công việc gì? Đi làm mướn. Đi làm mướn hả? Công đoàn á. Ngày được nhiêu chú? Có khi mấy chục ngàn. Đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada chúc chú gia đình ngon miệng. Cho tôi xin tập. Cô đang làm công việc gì? Làm mướn hàng ngày. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 6 ngày. Một ngày cô làm được bao nhiêu? Ngày có 40 ngàn thôi. Dạ, ít dữ vậy hả? Rồi. Ở đây làm đâu có tiền đâu. Chúc cô năm mới gia đình ngon miệng nha. Ngày có 40 ngàn. Rồi, tặng cho cô thêm gái nha. Cảm ơn. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 63. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy bác? Mừng mướn. Mừng mướn nha. Rồi, chúc bác gia đình ngon miệng nha. Cho xin bà già. Dạ, thông cảm. Gặp mặt con mới gửi được. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 53 tuổi. Dạ, cô đứng đây. Cô ra phía sau này đi cô. Dạ, ai bị tâm thần ạ? Tôi. Rồi cô có làm gì nổi không? Không có làm gì được chứ. Cô bị từ nhỏ lớn luôn hả? Mười mấy năm nay hả? Dạ. Rồi thôi để con gửi tặng cho cô thêm. Dạ. Tấm lòng cô Linh ở Canada vậy nha. Tôi cảm ơn nha. Rồi chúc cô năm mới gia đình ngon miệng. Cô đang làm công việc gì vậy cô? Đi bán đồ kỹ. Dạ. Rồi cô không cần mang dép luôn hả? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 59 rồi. Dạ. Rồi năm mới chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ qua đây nè cô. Quay người lại con. Cô đang làm công việc gì vậy? Dạ, đi mà mướn người ta. Dạ, chúc cô năm mới gia đình ngon miệng nha. Mô vừa Phật. Dạ. Giúp cho bà già không bận. Không được.
Dạ. Rồi chị đang làm công việc gì? Cho em xem mặt đi. Dạ. Rồi chúc cô gia đình con miệng nha. Dạ. Mẹ nó bỏ với ông ngoại. Cô thông cảm giùm con, gặp mặt con mới gửi được. Để kêu nó qua ha. Qua chắc không biết còn kịp không. Ở ngoài còn có 20 bao mà, dưới đây khoảng 10 bao nữa. Rồi anh đang làm công việc gì? À, mà mình làm gì mà nghỉ á? Rồi chúc anh gia đình năm mới ngon miệng nha. Rồi cho anh xem mặt đi. Đang làm công việc gì? À, anh đang làm công việc gì? À, rồi chúc con gia đình ngon miệng nha. Rồi cho em xem mặt đi chị. Chị đang làm công việc gì vậy? Bán cái gì chị? Bán chè. Rồi chúc gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ rồi. Tại có nhiều người người ta mắc cỡ á. Dạ. Thì bởi vậy đâu có gì đâu. Mắc cỡ là con phải mắc, con là mắc cỡ nhiều nhất nè. Mà con xuất hiện hoài luôn nè. Nói chứ không biết, không phải nói em. Dạ. Thì tốn chứ người bắt lại coi. Dạ. Gặp hoài trong này nó coi biết rồi, cái con tôm không dám nói. Dạ. Bà nội biết rồi hả? Con của bà nội đó, bà nội. Thì con kêu bà nội bà ngoại không mà. Kiểu như coi mình thấy ai khổ, khổ không lỡ người bắt cho rồi. Dạ. Mà nói chung thì chỉ có những người lớn tuổi thôi, người ta mới xem nhiều. Ừ, chứ mà từ thiện này trẻ trẻ thì người ta ít coi lắm. Chứ coi gì nữa bị đâu mà cho tiền. Coi chúng này chương trình tích dĩ. Dạ. Cái lần trước thì con cũng cho tiền mà hình như lần trước không có gặp cô thì phải. Dạ đúng rồi, vậy không có gặp. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? À 45 tuổi rồi. À anh đang làm công việc gì vậy? Làm mướn cho ta. Rồi. Năm mới ha cô Linh ở Canada. Con mình đó. Chúc anh gia đình con miệng. Của ít lòng nhiều nha. Rồi. Tại lớn tuổi hơn em mới ưu tiên được. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 34. À, chú đang làm công việc gì vậy? Bán vé số. Ngày bác bán được nhiêu tờ? 100 vậy. Dạ. Bác bán hết chưa? Bán hết. Để tấm lòng cô Linh ở Canada nha. Dạ. Chúc bác gia đình ngon miệng năm mới nha. Dạ. Dạ, mua mai bán đắt. Dạ. Rồi, chào bác. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? À, 39 tuổi rồi. Mình đang làm công việc gì anh nội? Bán số nè. Ngày nào bán được nhiêu tờ? Dạ. Đổ bán hết chưa? Đây là tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Chúc nội năm mới sức khỏe. Mùa mai bán đắt. Dạ. Dạ. Dạ gia đình ngon miệng nha. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi mày? 68 rồi. À, mày đang bán gì ngoài chợ? Bán số. Bán số hả? Dạ. Ở đây em còn một túi nha. Rồi em còn 20 túi ngoài kia. Em mời cô chú anh chị qua tiệm gạo bên kia nha. Rồi mà đi với con nha. Dạ. Đây tấm lòng của cô Linh ở Canada. Dạ. Mời qua đây đi, con hỗ trợ cho ngoại thêm túi nữa nha. Dạ. Qua đây cho ngoại. Gạo đâu rồi cô? Dạ có rồi hen. Rồi rồi chú đợi con chút xíu, ngoại ngoại qua đây em con ngoại. Dạ. Rồi chúc ngoại gia đình ngon miệng với tấm lòng cô Linh nha. Dạ, dạ cảm ơn nha. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 rồi. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy bác? Để cho ôm. Dạ. Không có được. Vậy hả? Không biết. Dạ, nãy giờ bác chưa nhận hả? Dạ. Tấm lòng của cô Linh ở Canada nha. Chúc bác gia đình ngon miệng nha. Dạ. Cô đang làm công việc gì? Làm cô làm mướn. Làm mướn ha. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ không được, gặp mặt con mới gửi được nha. Dạ nội hả, nội ngồi đó luôn đi nội. Camera ra trước quay camera. Dạ rồi nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 85 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Cũng không được khỏe không. Dạ hôm nay con thay mặt cô Linh ở Canada nha. Dạ.
gửi cho nội 10 ký gạo. Cảm ơn rất nhiều. Chúc nội năm mới sức khỏe và ngon miệng nha. Có cái bà kia bà 91 tuổi nữa, bà đem được thì dạ, gửi không, cho dạ em. Không được, thông cảm em nha. Dạ. Rồi rồi con gửi nội hồi nãy rồi nha. Yeah. Hồi nãy con gửi nội tới 10 ký lận. Không có 5 ký hả? Không có, con gửi 10 ký. Con gửi cho nội 2 túi. Mấy anh đứng phía sau này giùm em đi. Con đưa cho nội tới 2 bọc nhưng mà người ta xách giùm nội chứ. Người ta không biết nữa nhưng mà nãy con đưa cho nội 10 ký rồi. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 6 mấy à. Dạ, đây là tấm lòng của cô Linh ha. Cô Linh ở Canada ha. Chúc bác năm mới sức khỏe nha. Dạ, ngon miệng nha. Dạ. Cho lọt vô luôn bác. Chú đang làm công việc gì vậy? Làm rồi sấy rồi sắp nghiệp. Dạ. Rồi vô vô hàng giùm con đi. Đứng phía sắp hàng phía sau này giùm con đi. Nha. Rồi. Rồi chúc chú gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi chú làm công việc gì vậy? Chạy xe ôm. Chạy xe ôm ha. Rồi chúc chú gia đình ngon miệng nha. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Còn làm gì nổi không ngoại? Sức khỏe ngoại như thế nào rồi? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi tấm lòng của cô Linh ở Canada. Rồi cảm ơn cậu nha. Chúc ngoại sức khỏe năm mới nha. Dạ. Rồi đi được đời không ạ? Rồi chú đang làm công việc gì? Rửa chén nước. Rửa chén ha. Rồi tấm lòng cô Linh ở Canada nha. Chúc chú ngon miệng. Dạ. Em còn cái vài túi nữa là xong rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi camera đứng bên đây đi. Camera đứng bên đây. Dạ. Yeah. Rồi cho con xem mặt cái đi cô. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 50. Dạ, mình đang làm công việc gì ạ? Buôn bán rồi hết té xe rồi tới giờ chưa bán. Rồi vậy hả? Mà mày bán cái gì ạ? Cháo. Bán cháo. À, dạ. Mà cô có mấy người con lận? 5 người. 5 người lận hả? Bé này là thứ mấy? Út. Rồi. Rồi thôi chúc chị phục hồi sức khỏe năm mới nha. Dạ, ngon miệng. Với tấm lòng của cô Linh nha. Ở Canada nha. Dạ rồi. Tới xe mà còn thẹo không? Dạ, đang bị thương mà. Giờ như mấy bé học sinh tan học là chắc cũng bốn mấy rồi cô chú chị. Bốn mấy. Còn 5 túi nữa. Ngoại lớn tuổi nè cô chú anh chị. Ngoại mang chân không luôn. Ơ con mời ngoại qua đây ạ. À. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Còn làm gì nổi không ngoại? Làm đi lượm bọc chứ không làm gì. Trời nghe thương dữ vậy nè. Dạ. Hôm nay là con thay mặt cô Linh ở Canada. Chúc ngoại sức khỏe. Năm mới nha. Miễn có ăn sống ngoài không có ăn chết. Cảm ơn. Cho em xem mặt cái đi. À mà chị đang làm công việc gì? Ở nhà không có mặn gì dân anh giữ con nhỏ. Chúc gia đình ngon miệng. Dạ em cảm ơn anh. Dạ rồi. Dạ chúc ngoại. Dạ. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại mới vui vẻ. Dạ không, thông cảm giùm con nha. Dạ. Còn hai túi cuối cùng. Này giờ là cũng vui lắm rồi cô chú anh chị ha. Bây giờ là rồi qua đây nè chị.
Rồi chị đang làm công việc gì? Ở nhà mà chả. Rồi năm mới chúc gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi. Em còn một túi cuối cùng. Dạ. Xe mai có duyên với phần quà cuối cùng này. Nhìn thấy mấy cái này thấy không khí Tết kia luôn cô chú anh chị. Phúc lộc thọ thần tài rồng. Phải nói là cái linh vật năm nay á, là gần như là. Dạ rồi. Rồi hữu duyên với ngoại cuối cùng. Cô mời ngoại à. Dạ ngoại. Năm mới chúc ngoại ngon miệng với tấm lòng cô Linh nha. Ở Canada. Cô hết lòng nhiều. Chúc ngoại sức khỏe năm mới. Dạ. Thường quá đạp xa lại để nhận mà có túi gạo thôi. Em hết rồi. Hết rồi. Thông cảm nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Linh ở Canada rất là nhiều, đã hỗ trợ cho bà con khó khăn tại khu vực ở tại chợ Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong công việc của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho bà con khó khăn tiếp theo trong cái dịp xuân Giáp Thìn này cũng như khoảng thời gian tiếp theo trong cái cuộc sống cuộc đời này. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất.